Quý anh em, quý khách mình này, thì hôm nay sách đàn Duy Nguyễn cũng có về một số đàn người ta cũng lõm mình đợi giờ đàn sớm thì anh sẽ giới thiệu như nha. Cái này đàn cũng lõm nha, đây mẫu rất đẹp. Mica này, cái mica này là mình cắt tay, cái này thị trường rất là khan hiếm. Mẫu này măng thì bên shop đàn Duy Nguyễn sẽ bán giá 3,5 triệu, thì tặng kèm bao da và miễn phí ship cho anh em mình ở xa, 3,5 triệu nha, rất đẹp. Thì đây đó, rất đẹp nha. Tiếp tục do là Facebook của Duyên giờ không có thể nào like được nữa, mỗi lần like là nó bị khóa, thì anh em thông cảm xem dùm Duyên ấy. Cái này thì cái này cái mẫu này có lắp tăng âm, lắp tăng âm luôn đây, có lắp tăng âm nha, tăng âm nâng tiếng lên. Cái này thì mua pin đũa là giá 5,5 triệu bao phí ship cho anh em mình. Ba màu nha. Cái này màu xanh, cái này màu xanh, cái này là ngựa si tốt, mô pin đũa, này mô pin đũa, thì giá nó là 4,5 triệu nha, này khóa tốt luôn, khóa tốt nha, này, nó xịn nha. Cái này ba màu nguyên đũa luôn nha cả nhà, thì giá 4,5 triệu nha, xin tốt, khóa tốt, đây rất là đẹp. Thì cái này rất là đẹp nha, em thấy rất là đẹp. Thì sắp đàn của Duyên là hiện là đang ở trên đường cao tốc Mỹ Phước Tiên Giang, em mình có thể đi ngang ghé tự nhiên uống nước thử đàn, đi ngang uống nước mình ghé nghỉ chân uống nước thử đàn rồi chơi. Cái này gỗ tự nhiên, tự nhiên nha, chút đũa luôn, rất đẹp. Cái này gỗ nguyên khối nha cả nhà, rất đẹp ạ, chút chút luôn, xin người xin tốt, khóa tốt. Tiếp tục một em ba màu nữa nha.
đây, ba màu rất là đẹp nhé, đẹp cực kỳ đúa hơn này. Ba màu luôn nha. Ba màu luôn nha các nhà. Giờ ba màu nhiều quá. Cái này là gì đen ở bên trong vàng. Đây, rất đẹp nha. Gì đen trong vàng. Này, chút đũa. Này, rất là đẹp. Đây thì quá tuyệt vời luôn. Ngoài ra đàn guitar thứ lõm thì bên Duy cũng về rất là nhiều đàn sến nha. Đây rất là nha, nhiều nha. Nhà Duy không có gì hết, chỉ có đàn thôi, nên có nhu cầu thì không hỏi gì. Này đàn sến, đây guitar băng nhạc. Ta thân là mình sớm rất nhiều. Cái gì nữa nhỉ? Đây đây sớm nhưng mới về nữa. Đây rất nhiều. Đó, sớm thì tầm 700.000 cho đến 3 triệu 3 triệu rưỡi tùy theo đàn. Đây cái này kìm. Đây kìm mình đấm lai mình gia công rất là kỹ. Đây mình chạy các cái mấy cái chỉ đây. Rồi để thầy giới thiệu luôn cho anh em đây. Thì kìm này ở đây rất là làm rất kỹ. Mình chạy cái chỉ nè. Cái chỉ nè. Cái này là phím, này là phím inox. Hôm nay mình xài cái này mà vài chục năm là bình thường. Rất làm rất kỹ. Đây này gỗ cẩm lai này mọc chưa có không chưa không có sơn gì hết, nó chỉ đánh bóng thôi chưa có sơn hết. Rồi mình lấy đây đây ngô đồng rất dài, một miếng. Cái này là một miếng, không phải là hai miếng nha, không có ghép nha. Này là một miếng 100%. Cây này sến cẩm lai thì như mấy cái clip em có test cho anh em nghe thử. Đây cẩm lai, này cẩm lai 100%. Nhưng mà hàng này đặc biệt hơn hàng đợt trước của em, thì hàng này được gia công rất là kỹ. Đây, rất là kỹ, làm tỉ mỉ, gỗ lựa chọn lọc rất là kỹ.
cái này ở giá là 3 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Rất kỹ nha. Tiếng thì quá ok luôn. Này đang kem đây, chẳng rất đẹp, chẳng rất đẹp, làm rất gia công rất là tỉ mỉ. Thì đang kem này lắp một cái lò xo như này nha, nhà nghe nè, cái độ rung nó gian, gian của tiếng đang kem. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của em, thì chúc anh em mình nhiều sức khỏe. Thì có dịp đi ngang thì ghé ngang đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn thì nhớ ghé sắp đàn Duy Nguyễn để mình dừng chân anh em chắc đàn uống nước rồi mình tham khảo. Dạ. Thì địa chỉ em là ngã tư Thượng An Hòa, gần cây xăng 68, ngã tư Thượng An Hòa, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại em là 0987 994 759. Em nhắc lại số điện thoại nha, 0987 994 759. Thì anh em mình có thêm theo dõi cái video em á, thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ của em. Dạ. Cũng như là theo dõi những video, những sản phẩm mới về. Thì những sản phẩm mới về thì anh em sẽ cập nhật được thông tin, ví dụ mình có cần mua hoặc là có thể là mình tham khảo. Em xin chào đại gia đình mình nha.